Chạy đi, chạy đi. Những thứ quái dị gây nổ lại từ trên trời rơi xuống nữa kìa. Không hay rồi. Con của mình còn chưa nở ra chào đời nữa. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Không, không. Chân của mình còn của tôi đau hết rồi. Còn một cái. Sao bốc cháy này lửa thế kì? Khó chịu quá, khó chịu quá. Bên trong này nóng nực quá. Mình muốn ra ngoài, mình muốn ra ngoài. Cái chân ta, nó còn sống. Nó nở rồi. Con của mình chào đời rồi. Con ơi. Ủa, bà là bà già của tôi hả? Nhưng bà bị gì thế này? Sao con lại gọi mẹ là bà già chứ? Nhưng khoan, chồng con thật là kỳ quái. Không giống như loài rồng lửa của chúng ta. Hả? Thì ra tôi là loài rồng lửa. Nhưng khoan, chắc có lẽ bà gặp nhiều ông một lúc quá. Bây giờ đẻ con ra không biết giống ông nào. Trời đất ơi, sao con lại nói mẹ như vậy? Loài rồng lửa của chúng ta là loài thuần chủng đó. Đúng rồi, chắc có lẽ là do thứ đó nó rơi xuống đây và biến đổi con thành thế này. Mau lên, mau chạy khỏi khu rừng này đi. Còn bà thì sao? Mẹ sắp chết rồi. Mẹ không thể đi được đâu. Con mau chạy đi, chạy nhanh lên đi. Tôi biết rồi, tôi đi đây. Tự nhiên hôm nay lại bị mồ côi nữa rồi. Nhưng mà bây giờ biết đi đâu đây? Này, anh bạn gì đó ơi, cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Các người là loài nào? Các người gặp chuyện gì thế? Chúng tôi là những con cá sấu tội nghiệp. Chúng tôi đang bị đuối nước nè. Làm ơn xuống nước này đem chúng tôi lên bờ đi. Quỷ thần thiên địa ơi, sao mày không nghĩ ra cái lý do gì mà nó thông minh IQ một tí? Đã cá sấu rồi mà còn chết đuối, liệu nó có tin không vậy? Nhìn cái mặt của nó ngu ngu, chắc có lẽ nó tin rồi đó. Yên tâm đi. What the hell? Sao tôi nghe có gì đó thật là vô lý. Nhanh lên đi anh bạn. Chúng tôi đuối nước mấy ngày rồi. Nếu anh bạn không cứu thì chúng tôi thật sự chết đuối thiệt đó. Được rồi. Tôi sẽ cứu mấy người. Nào, mau bám vào người tôi. Tôi kéo mấy người lên bờ nào. Gì vậy? Sao mấy người lại cắn tôi? Mấy người định làm gì? Cuối cùng cũng có kẻ ngu ngốc thật sự mắc bẫy chúng ta rồi. Mau xe sang nó đi. Ăn thịt nó đi. Chết tiệt, không hay rồi. Thứ này dữ tợn quá. Chúng ta đụng nhà một cái lửa rồi. Làm ơn, tha mạng cho tôi đi. Tôi sẽ chỉ cho ngài tới đồng loại của ngài. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết đồng loại bày lời của ta ở đâu hả? Mau nói ra. Tôi nói ở ngọn đồi phía trước thôi. Mau tới đó đi. Tình khốn kiếp. Ở nơi đó sẽ có những thứ kỳ lạ phát nổ. Sẽ nổ chết cười. Mọi người ơi. Sao nhiều xác chết thế này? Hình như không phải là đồng loại của mình. Chết tiệt, không lẽ con cá sấu khốn kiếp đó lừa gạt mình hay sao? Ủa, nhưng thứ này là gì? Sao trông lạ mắt thế? Ngon quá. Mùi thơm thấm giống như là mùi xì hơi vậy. Nhưng mà thật là kích thích. Mình muốn ăn nữa. Thiệt là phê. Từ lúc sinh ra tới giờ mình chưa bao giờ được ăn ngon như vậy. Ngon quá, đã quá, no quá. Bụng của mình, chuyện gì vậy? Mình lớn hơn rồi nè. Khoan, người của mình sao sần sù, gai góc, còn biết phun lửa nữa. Hay là mình đã trưởng thành. Vậy là mình có thể nắm tay gái được rồi. Đủ tuổi làm cho sinh vật khác có bầu được rồi. Được. Hào án. Được rồi, nhanh chóng ăn những thứ kỳ lạ ở đây. Rồi lên đường đi tìm rồng cái. Để mình lấy vợ nữa chứ.
giờ mà không gặp được một sinh vật nào hết vậy? Này, mẹ kia, ngươi là ai? Sao lại đi lang thang thế này? Lúc mẹ tôi đẻ ra, nói tôi là rồng lửa con. Sau đó tôi bỏ chạy, rồi ăn những thứ tròn tròn, rồi người của tôi trưởng thành, trở nên như mày. Cái gì? Mày là rồng lửa à? Sao quái lạ vậy? Không lẽ mẹ của mày cắm sừng cha của mày à? Không phải, mà mẹ tôi nói có thứ gì đó rớt vào người của tôi rồi phát nổ, nên mới biến đổi tôi thành ra thế này. Đó chính là bơm phóng xạ của lũ nhân loại đã ném xuống khu rừng này. Thì ra mày là số ít động vật bị nhiễm phóng xạ nhưng vẫn còn sống giống tao. Được rồi, tao đã cực khổ lùng tục cặp khu rừng này để ăn thịt những sinh vật nhiễm phóng xạ. Tao không ngờ lại gặp mày, một kẻ nhiễm phóng xạ nặng đến như vậy. Được lắm, bây giờ tao sẽ xé xác nuốt luôn mày. Chết tiệt, tao không thù không oán gì với mày. Mới gặp lần đầu tiên, sao mày muốn giết tao chứ? Bởi vì tao muốn gia tăng mức phóng xạ trong người của tao. Như vậy, tao sẽ biến đổi dữ tợn hơn. Dừng lại đi. Ta cho ta. Ta biết lỗi rồi. Cậu xin người đó. Ta còn mấy con ghệ xinh đẹp ở nhà. Ta chưa muốn chết đâu. Cái gì? Người có mấy con vợ ở nhà? Người đúng là đồ tham lam. Ta còn chưa có em nào đấy. Được rồi, thấy người tội nghiệp, ta tha cho người đó. Bây giờ ta phải đi tìm một em rồng cái để lấy làm vợ, duy trì nó giống, báo hiếu cho cha mẹ ta. Thưa khổ kim, mày không đi dễ dàng như vậy đâu. Tao sẽ xé xác mày. Ta chết tiệt đây. Người đúng là một kẻ lừa đảo xấu xa. Ta đã tha mạng cho ngươi rồi, ngươi còn tấn công lén để ăn thịt ta nữa. Vậy thì đừng có trách ta ra tay độc ác với ngươi. Chết đi. Ta nói cho ngươi biết, thế giới sinh tồn này đã bị loài người thả bơm phóng xạ, đã gây ra cái chết của rất nhiều sinh vật khác. Một số cá thể khác thích nghi với phóng xạ đã bắt đầu biến đổi giống như ta và ngươi. Nếu bây giờ ta không tiếp tục hấp thu cái thứ năng lượng chết tiệt đó để biến đổi lớn hơn, thì sẽ có cá thể khác trở nên khổng lồ hơn, rồi sẽ nghiền nát ăn thịt ta. Người nói gì ta không hiểu, nhưng ta sẽ nhất quyết ngăn lũ con người thải bơm phóng xạ xuống khu rừng này. Ta sẽ ăn sạch bơm phóng xạ để chúng không còn phát nổ gây hại cho sinh vật khác. Người sẽ không bao giờ đấu lại nhân loại đâu. Người của mình trở nên khổng lồ rồi. Sao người của mình còn tỏ ra đầy lửa thế này? Hay lắm. Vậy thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để ngăn chặn lũ nhân loại đó lại. Chết tiệt, đằng kia có một vụ nổ. Không lẽ là do cái thứ gọi là bơm phóng xạ gây ra nữa hay sao? Vậy thì mình phải tới đó ngăn chặn chuyện này. Hay lắm. Ta không ngờ cái thứ bơm này lại giúp ta biến đổi cơ thể trở nên khổng lồ thế này. Kể từ nay ta không sợ loài khác, ngược lại bọn chúng sẽ trở thành con mồi của ta. Này, không lẽ người cũng đã bị biến đổi cơ thể sau vụ nổ bơm phóng xạ đó? Kẻ nào to gan dám lại gần ta? Thì ra là một sinh vật khổng lồ. Không lẽ ngươi cũng bị nhiễm? Đúng vậy. Và bây giờ tôi đang trên đường ngăn cản lũ nhân loại đó sử dụng bơm phóng xạ để gây hại cho khu rừng chúng ta. Này, bà chị, tôi không biết bà chị là loài nào, nhưng bà chị cũng bị nhiễm giống tôi. Vậy thì chúng ta cùng lên đường ngăn cản lũ con người đó nhé. Đúng là một thứ ngu ngốc. Ta không giống như ngươi, ta không ngây thơ như ngươi. Lũ con người đó thì mặc kệ bọn chúng, bây giờ ta đã trở thành quái vật khổng lồ rồi. Ta sẽ đi sâu xé ăn thịt tất cả muôn loài, bắt bọn chúng phải quy phục dưới chân của ta. Đồ chết tiệt, mày đúng là một thứ xấu xa. Thế giới này đang gặp nạn, tính mạng của muôn loài đang lâm nguy. Mày may mắn trở thành khổng lồ, không biết giúp đỡ những sinh vật khác, còn hùa theo lũ con người hủy diệt cả khu rừng này. Đúng, tao xấu xa như vậy đó. Vậy tại sao lúc đầu khi tao chưa nhiễm phóng xạ, tao chỉ là một con cào cào cái? Muôn loài to lớn hơn luôn chê xác tao, luôn ăn thịt tao,
không cho tao một cơ hội sống. Vậy thì bây giờ tao bự hơn bọn chúng, tao phải giết hết bọn chúng để báo thù. Cầm mà, xuống địa ngục đi, thật khốn kiếp. Những lý lẽ của ngươi không bao chứa được sự xấu xa của ngươi đâu. Được rồi, bây giờ ta sẽ tiếp tục lên đường tìm kiếm lũ con người, ngăn cản bọn chúng sử dụng bơm phóng xạ.